Rồi bonsai Kim Sơn thân mời mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây linh sam lũa thép rin vip luôn nha, cây ghép 86, gốc là gốc rừng rin Ninh Thuận luôn nha, lũa thép rin rin nguyên bản luôn đó, còn ở trên này là ghép 86, chậu là chậu tàu nha, chậu tàu này chậu tàu cũng vip đây. Rồi cây này có mã số là 913, có cái hòn ngay chỗ đây này mình đo được là 23 này, còn cái hòn ngay chỗ đây mình đo được là 13 này, ở hòn đây mình đo được 13. Cây cao từ mặt chậu lên trên cái ngọn kia là được 80, được 80, đang nằm cái chậu là 31 nhân cho 25 lọt lòng nha, chậu tàu. Cây này là một cây vip, cây đẳng cấp nha. Rồi cây này mình xin giao lưu nhanh luôn, 18.000 ca bao ship. Nếu mình hợp ý hợp ví thì mình ủng hộ nha, không thì mình cũng xem tham khảo vui vẻ luôn. Nói chung mình giao lưu mấy cái đồ này thì thuận và hữu duyên thôi nha, chứ còn mình không nên tiêu cực làm gì. Cái co này, cái co rất là dữ dằn nha. Mười tám ngàn ca bao ship, rất là đẹp, rất là thiên nhiên. Rất là phê luôn. Wow, cái cò này quá đã luôn cả nha. Cò này nuôi cũng khá là lâu rồi nha. Rồi mình lướt lại từ dưới lên luôn nha. Lũa rin luôn. Mấy cái này nó ở mức cao cho nên mình muốn quay chi tiết chậm rãi để cho mình tham khảo cho nó rõ ràng hơn nha. Mười tám ngàn ca bao ship, mấy đồ này mấy đồ thứ dữ rồi nha cả nhà. Rồi em xin qua cái này luôn.